Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Tin Giải Trí. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức mới được của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin mới nhất mỗi ngày nhé. Chó ngọc với gia thế khủng và khối tài sản khổng lồ của ông Cao Thắng, chồng ca sĩ Đông Nhi. Sáng ngày 8 tháng 11, đám cưới thế kỷ của Đông Nhi và ông Cao Thắng chính thức diễn ra. Nhà trai đã chuẩn bị xính lễ khủng để đón cô dâu về nhà. Phía gia đình ông Cao Thắng cũng trang hoàng ngập tràn sắc đỏ cùng dàn xe sang đắt tiền. Trong khi đó, nhà gái Đông Nhi cũng rộn ràng trong ngày hỷ sự. Cuộc tình 10 năm của Đông Nhi và ông Cao Thắng nhận được rất nhiều quan tâm. Bên cạnh những thông tin về cuộc sống riêng tư, thì khối tài sản khủng của cả hai đang sở hữu cùng gia thế đáng gờm của ông Cao Thắng cũng là điều mà nhiều người tò mò. Đã rất lâu kể từ ngày ông Cao Thắng lui về làm hậu phương giúp Đông Nhi phát triển sự nghiệp. Có thể hào quang sân khấu không còn gọi tên ông Cao Thắng, nhưng xét về sự nghiệp và gia thế thì ông Cao Thắng đích thị là một đại gia trong giới kinh doanh. Sinh năm 1986, ông Cao Thắng là thiếu gia của tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam. Bố mẹ chồng của Đông Nhi đều là những người có tiếng trong giới doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất thân từ một gia đình giàu có và bề thế, nhưng tính cách của ông Cao Thắng lại khác hoàn toàn với những thiếu gia khác. Ông Cao Thắng 12 năm liền đạt thành tích học sinh giỏi và còn là thành viên chủ chốt trong đội bóng. Chồng của Đông Nhi là một cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, một ngôi trường với tuổi đời và chất lượng đào tạo thuộc hàng top ở Sài Gòn. Sau đó anh tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích xuất sắc, chính thức bước vào con đường kinh doanh theo truyền thống của gia đình. Nhờ sự hậu thuẫn từ gia đình, ông Cao Thắng thỏa sức thử nghiệm với lĩnh vực kinh doanh. Anh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh vào năm 2011 với dự án đầu tư hệ thống khu vui chơi giải trí Cảm Giác Mạnh tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án đưa ông Cao Thắng bỏ ra số tiền không nhỏ, nhưng cũng mang lại cho anh nguồn lợi nhuận khổng lồ cho đến tận bây giờ. Ngoài ra, ông Cao Thắng cũng hợp tác với nhạc sĩ Mr. Siro, công ty giải trí thuê ekip riêng, đầu tư trang thiết bị hiện đại để sản xuất các MV ca nhạc cho mình và các ca sĩ khác. Đến năm 2012, anh cho ra đời công ty giải trí riêng của mình, cũng chính là Six Sense Entertainment đình đám hiện tại. Sở hữu nhiều tài năng trong giới showbiz như Đông Nhi, nhóm Unify, Hansara, Song Luân, cùng ekip chất lượng gồm đạo diễn Phan Lên, nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Công ty của ông Cao Thắng và Đông Nhi đang là một công ty hàng đầu trong mảng quản lý nghệ sĩ, tổ chức sự kiện âm nhạc và sản xuất âm nhạc của Việt Nam. Dù biết ông Cao Thắng có gia thế không tầm thường, công việc kinh doanh thành công, nhưng không ai biết chính xác khối tài sản mà anh đang sở hữu chính xác là bao nhiêu, bởi ông Cao Thắng chưa bao giờ công bố hay khoe khoang độ giàu có của mình. Rất khó để thấy ông Cao Thắng giác đầy hàng hiệu hay khoe khoang về số tiền kiếm được. Nhưng qua những điều mà anh đã làm cho Đông Nhi, có thể thấy ông Cao Thắng là một chàng trai không những trung tình, tài giỏi mà còn mạnh về tài chính. Trước khi về chung một nhà, ông Cao Thắng đã mua tặng Đông Nhi chiếc xe hơi trị giá 13 tỷ đồng. Không chỉ chiều bạn gái bằng những món quà khủng, ông Cao Thắng còn thường xuyên đưa Đông Nhi đi du lịch khắp nơi, từ Á sang Âu. Trước đó, Đông Nhi từng tiết lộ, thu nhập trong một năm của mình và ông Cao Thắng có thể nuôi công ty với 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi, làm thêm những dự án và nhóm nhạc. Trong chuyến đi du lịch ở Mỹ, chàng thiếu gia của tập đoàn Tân Hiệp Hưng đã cầu hôn Đông Nhi, bạn gái 10 năm trên đất Mỹ bằng một chiếc nhẫn kim cương sáng rực. Dù không tiết lộ chính xác nhưng chỉ cần nhìn vào, ai cũng biết giá trị chiếc nhẫn ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi là không hề nhỏ. Với những người đã theo dõi ông Cao Thắng và cả Đông Nhi, ai cũng phải công nhận rằng thành công của cặp đôi đến từ sự nỗ lực rất lớn từ mỗi người. Bản thân ông Cao Thắng sinh ra trong một gia đình bề thế, nhưng nếu không thực sự giỏi và cố gắng thì sẽ không thể có ngày như hôm nay. Đông Nhi bật khóc nhận xính lễ hồi môn khủng trong ngày cưới. Sáng ngày 8 tháng 11, ông Cao Thắng và Đông Nhi tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thập kỷ gắn bó yêu thương, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà. Ngày vui của bộ đôi có sự chứng kiến của cha mẹ, người thân hai bên và đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và cả người hâm mộ. Trong màn trao quà cưới diễn ra tại nhà riêng của Đông Nhi, nhiều lần Đông Nhi không nén được xúc động và khóc rơi nước mắt. Khi chị gái ruột của Đông Nhi lên phát biểu, nhắn nhủ và chúc cặp đôi hạnh phúc, Đông Nhi đã bật khóc nức nở.
Đứng cạnh vợ mình, ông Cao Thắng nhiều lần vỗ về và ngủ Đồng Nhi. Trước khoảnh khắc giao em gái cho ông Cao Thắng, chị gái của Đồng Nhi cũng không giấu được những giọt nước mắt. Ngoài ông Cao Thắng, gia đình là điểm tựa cho sự thành công của nữ ca sĩ. Đồng Nhi được tặng nhiều trang sức khủng trong lễ rước dâu. Ông Cao Thắng xuất thân trong một gia đình kinh doanh ngành nhựa khá lừng lẫy, nên ngay từ khi nam ca sĩ công bố cưới Đồng Nhi, thì nhẫn cưới và sính lễ của đám cưới cũng là một phần khá được quan tâm. Trong lễ phu quy, cô dâu Đồng Nhi diện áo dài trắng nền nã, đội khăn vôn dịu dàng. Buổi lễ xuất giá tại nhà gái diễn ra trong không khí ấm cúng và không cho người lạ hay truyền thông xuất hiện. Tuy nhiên, khi Đồng Nhi cùng chú rể và dàn phụ dâu bước ra, nhiều người nhanh chóng nhận ra cô dâu được trao một lượng trang sức bằng vàng khá lớn. Số lượng dây chuyền, kiềng vàng nhiều đến mức chàng phụ dâu phải trêu đùa rằng cổ của bà xã ông Cao Thắng hôm nay bỗng dài hơn. Cô cũng được trao cho nhiều vòng, lắc vàng và nhẫn vàng kín cả tay. Ngón áp út của Đồng Nhi vẫn là chỗ của chiếc nhẫn kim cương khủng do ông Cao Thắng tặng khi cầu hôn cách đây ít lâu. Khoảnh khắc tay trong tay hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ sau khi làm lễ tại nhà gái. Tuy nhiên, để rước được Đồng Nhi về dinh, dàn phụ rể và chú rể phải vượt qua được thử thách ăn nguyên một đĩa chanh từ nhà gái. Sau khi trải qua thử thách, cặp đôi đã trao lì xì cho dàn bê tráp xinh đẹp và cùng fan club có những bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ. Lễ rước dâu của Đồng Nhi tràn ngập tiếng cười, reo hò của những người thân yêu và bạn bè, người hâm mộ. Ông Cao Thắng đã đeo kính mát lịch lãm dắt tay vợ đưa lên xe hoa, trong sự cổ vũ của mọi người. Theo sau là một đoàn gồm nhiều xe hơi của hai bên quan khách và xe máy có gắn ri bằng đỏ của fan club. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.
Quý vị và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé.